Hạnh Chân Phước Vero Khoa, Linh Mục Tử Đạo năm 1838. Lòng kính sợ Đức Chúa thì vượt trên tất cả, ai sánh được với kẻ biết kính sợ người. Khi phải ra trước mặt quan, thì người giữ một lòng mạnh mẽ phi thường, khôn ngoan xứng đáng. Quan tra khảo nhiều điều, bắt bỏ đạo, phạm ảnh, khai các cố ở nơi nào trong nước An Nam, thì người chẳng bỏ Chúa đã rồi, cùng chẳng nói lời gì cho quan tưởng các cố ở nơi nào, và mọi lời đều cẩn thận, không làm cho ai phải tội lây. Bởi lòng mạnh mẽ khôn ngoan ấy thì đã phải chịu 76 roi nứt da nứt thịt, mà lòng như đá như vàng, chẳng rúng động chút nào. Song le trong hai học trò đã bị bắt một lần với người, có một trò đã lầm lỗi mà khai tra điểm và cố cao, thì quan sai lính đi bắt hai đấng ấy. Vì vậy đến sau cả ba đấng an ủi nhau mà vui trong lúc cực khổ, hiệp lời cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ nhau phần hồn phần xác. Từ đó về sau, người cũng còn phải ra chốn công đường, chịu khảo tra nhiều thứ. Song các phen ấy cũng có cố cao luôn, cho nên người ít khi thưa thốt, một nhường cho cố đối đáp. Còn về phần người có nói lời gì thì chỉ nghe lời xưng đạo Chúa mà thôi. Đang lúc phải giam cầm tù rạc, người hằng ở an, vui mừng phở lỡ. Đến nỗi các quan xem thấy người trong buổi cực thể ấy mà còn hớn hở thì lấy làm sự lạ chưa từng thấy, vì người xác thịt sức đâu đổi ấy. Đêm ngày thường năng nguyện gẫm, cùng năng xưng tội cách sốt sắng. Người đã dày ngày chịu khó, một lòng trung ngãi, toàn công thắng trận, hòng lãnh phần thưởng Chúa ban, thì quan lên án xử người rằng: Võ Đặng Khoa là đạo trưởng, chẳng chịu đạp ảnh, thì án phải xử giảo quyết. Chiếu theo án ấy thì người phải điều đi xử. Ngày 24 tháng 11 Tây năm 1838, khi đến chỗ xử thì người quỳ gối xuống cách sốt sắng, trở mặt về phía Tây cầu nguyện, dọn mình cho đặng chịu chết vì Chúa. Rồi thì lính bắt người nằm xuống, lấy dây vấn quanh cổ người, rồi nó chia nhau cầm hai múi dây mà đi hai bên, chờ hiệu lên thì kéo thắt lại. Vậy người đã chịu hình khổ ấy mà đặng chết vì đạo Chúa như lòng ước ao. Chị em thân mến, đối với các thánh, cái chết là niềm hạnh phúc nhất để các ngài sớm được ở với Chúa mãi mãi không chia lìa. Chúng ta quyết tâm không để lòng vướng bận điều gì và luôn ước mong được về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín đâu là hạnh phúc đời đời chúng con ước mong. Amen. Cánh đồng lúa ngút ngàn, còn ngóng trông ngày mùa sang. Bao la bao thôn làng, hồng ân cứu độ còn dở dàng. Bao người như chiên lạc lối giữa cuộc đời trôi nổi chơi vơi, và bao người vắng bóng nụ cười, lòng heo hòn không lẽ sống không niềm tin. Jump.